Chào mừng các bạn đã quay trở lại với The Reviewer trong một chuyên mục hoàn toàn mới. Lộn cái bàn. Nơi mà tôi, Linh, bàn về những vấn đề liên quan đến phim ảnh. Và hôm nay, chủ đề của chúng ta sẽ là những kênh YouTube về phim lớn nhất Việt Nam, bao gồm là Phê Phim này, The Reviewer, Way to Weird. Và chúng mình bắt đầu bằng Phê Phim nhỉ? Đầu tiên thì chúng ta nói về con voi trong phòng. Đầu tiên chúng ta nói về Phê Phim. Phê Phim là kênh lớn tuổi nhất này, sắp to nhất và nhiều view nhất và cũng như là fame to nhất đi. Và tóc xấu nhất. Phê Phim nổi lên với những video Game of Thrones với nội dung chuyên sâu, giải thích cặn kẽ, giọng đọc hay, hình ảnh được trau chuốt, tỉ mỉ, animation chỉn chu chuyên nghiệp. Ê, nhưng mà những video Game of Thrones đầu tiên của Phê Phim ấy thì lại không phải là do Phê Phim làm. Nếu mà các bạn tìm hiểu trên YouTube thì sẽ tìm thấy một kênh tên là Valamogulis. Ở đấy thì có những video rất là giống về animation này, về nội dung này, về Phê Phim. Đây các bạn có thể xem ở đây. He was crowned in the Dragon Pit and his wife and sister Helena became queen. When ravens carried the news of Aegon's coronation to Dragonstone. Và Aegon đệ nhị trở thành vị vua Targaryen thứ 6, tức giận trước hàng loạt tai họa này. Rhaenyra thề sẽ rửa hận. Qua hai video và cũng như là một vài video Game of Thrones trên Phê Phim và Valamogulis này thì chúng ta thấy nhiều sự tương đồng về hình ảnh này, về cách hành văn này, về giọng đọc này. Nhưng mà cái điều đáng chú ý nhất ấy là video của Phê Phim lại được đăng sau. Những video nổi tiếng tiếp theo của Phê Phim thì là về It này, về Saw này, về phim kinh dị, top phim các thứ. Và theo tôi thì cái khoảng thời gian mà Phê Phim phát triển nhất là năm 2019 đến năm 2021. Thời gian đó thì video của họ vừa chiều lòng được khán giả, vừa chiều lòng được nền tảng. Chất lượng video tốt, phân tích có chiều sâu, hình ảnh chỉn chu và đặc biệt là cái giọng đọc cực kỳ cuốn. Với một số người, là cái thời điểm đỉnh cao nhất của Phê Phim là từ năm 2020 đến năm 2021. Với những video nhiều view nhất của họ là tóm tắt phim như là Hành Tinh Khỉ này, Chúa Nhẫn này, Ma Trận, Fast and Furious, John Wick và những video về Marvel nữa. Tôi thấy Phê Phim làm tốt trong cái việc mà công thức hóa được cái thành công của họ. Họ có series tất tần tật về phim X này là tóm tắt phim. Những gì đã xảy ra trong phim X này là tóm tắt phim. Review phim X này là tóm tắt phim cộng ý kiến. Giải thích phim X này là tóm tắt phim cộng thêm giải thích. Họ còn có cả phân tích trailer này, nhặt chứng này, vì sao phim X cộng một cái luận điểm gì đấy này, rồi chế phim X nữa. Sau đó thì họ có cả Phê Phim News và Behind the Scenes. Nhưng mà có một cái dòng content khá là hay và khá là gây tranh cãi trên Phê Phim là ví dụ phim này không hay, như là có cái đoạn phim Aquaman không hay, xong về sau lại có video Aquaman hay hơn bạn nghĩ. Hay phết. Tôi nghĩ là do đấy là hai người khác viết ấy. Thì một người có quan điểm là khen, một người có quan điểm là chê. Hoặc cũng có thể đấy là một cái gọi là bài của họ đi, để kiểu gây, để gọi là tạo ra dư luận trong cộng đồng. Tôi thấy là Phê Phim thì có cái điểm mạnh là họ có chiều sâu về nội dung. Mặc dù là có nhiều tranh cãi nhưng mà không ai có thể phủ nhận là Phê Phim là kênh về phim nghiêm túc và hàn lâm nhất trên thị trường. Họ đã phân tích được khá là đầy đủ những yếu tố của một bộ phim và cái quan trọng nhất là truyền tải được cái đấy đến khán giả. Theo quan sát của tôi thì Phê Phim khá là bền bỉ và luôn thích ứng với thị trường. Thời gian đầu thì họ làm theo sở thích nhưng mà càng về sau thì họ lại càng đa dạng nội dung, nắm bắt thị hiếu. Và khi mà cái tóm tắt phim trở thành trào lưu thì họ cũng thích ứng khá nhanh và làm tốt trong việc tóm tắt. Và thành công của những điểm mạnh đó thì rất là nhãn tiền, hàng loạt video triệu view biến họ trở thành kênh phim lớn nhất này, nhiều view nhất này, và là một trong những địa chỉ uy tín để tham khảo về phim. Cứ bất cứ phim nào mới ra là kể cả bạn ghét hay là bạn thích Phê Phim thì cũng muốn nghe ý kiến của Phê Phim về nó. Và ông biết cái thành công lớn nhất của Phê Phim là gì không? Là được gặp Trấn Thành, cực phê. Còn Bích Phương nữa. Bích Phương nữa. Ừ, Bích Phương nữa, có cái series làm phim với Bích Phương ấy, hay phết mà. Ông đã gặp Bích Phương rồi chưa? Chưa. Nhắc đến cái việc mà nắm bắt thị hiếu với cả thích ứng nhanh thì Phê Phim còn vận hành khá là tốt nữa. Họ liên tục vận mình để mà thích ứng và thay đổi, duy trì được tần suất video đầu đặn này. Và cho tới hiện tại thì chưa có một cái phốt quỵt lương nào cả. Với một cái doanh nghiệp vận hành thì nó là điều khá là đáng khen. Chúng mình không quỵt lương chứ nhỉ? Cái ông quỵt của tôi cái bánh rán. Nhưng Nhưng chúng ta không ở đây để mà nâng bi răng lê. Theo tôi thì Phê Phim có những cái làm chưa tốt. Đầu tiên là tóc tính hàn lâm quá. Ông biết vì sao người ta hay đội mũ không? Ừ thì vì tóc người ta xấu ấy. Ừ thì quay trở lại vấn đề thì thứ hai là vì nội dung của họ mang tính hàn lâm quá, cho nên là xem nhiều khi người ta dễ bị chán ấy. Nhiều lúc tôi muốn bật video lên để mà ăn trưa ấy, nhưng mà một video của Phê Phim thì lại quá là hàn lâm và sâu sắc so với một miếng đậu chấm mắm tôm của tôi. Và đôi khi là nó cũng hơi nâng cao quan điểm quá. Ông biết cái gì mà nó sâu hơn không? Ông đừng mang mẹ tôi vào đây đấy. Đừng mang mẹ tôi vào đây. Và tôi nghĩ là một cái điểm nữa mà sự bác học và sự hàn lâm mang lại là khi mà Phê Phim bị dính những cáo buộc liên quan đến đạo văn này, copy của người khác về làm clip này, thì cái ảnh hưởng đến hình ảnh của họ sẽ lớn hơn rất nhiều. Thực ra là về làm nội dung ấy thì làm nội dung kiểu không có gì là original cả ấy. Nó luôn được tham khảo từ một đâu đấy.
như mình thì cũng bắt chước Ernest Trailer đúng không? Nhưng mà mình nhận luôn là mình ăn cắp từ Ernest Trailer. Ăn cắp thì hơi quá, nhưng mà mình cũng kiểu bê nguyên cái format đấy vào. Và bây giờ đang ở trên hai phết của mình thì cũng đang bê nguyên format của BuzzFeed vào đúng không? Thì nếu mà mình nhận là mình làm như thế đi, và mình không phải là người cao siêu gì cả, thì chắc là khán giả sẽ nhẹ tay hơn với mình. Nhưng mà nếu mà mình lại có một cái hình ảnh bác học, hình ảnh Hàn Lâm ấy, thì khán giả sẽ rất là dí vào điểm đấy. Là người ta có cái ấn tượng, khi mà người ta có ấn tượng là mình đi copy từ chỗ này từ chỗ kia về, thì người ta sẽ kiểu là mẹ tưởng thằng này Hàn Lâm bác học thế nào, hóa ra đi ăn cắp, hoặc là lại đi copy về đòi dạy đời. Thì đó là một cái mà khá là chí mạng cho phê phim. Và cái việc xây dựng hình ảnh Hàn Lâm và Uyên Bác thì cũng làm họ khá là khó nhận quảng cáo, vì khán giả của họ sẽ kỳ vọng là phê phim phải có một ý kiến rất là công tâm và tiêu chuẩn cao, và không bao giờ dung túng cho những cái không hay. Trong khi những sản phẩm mới ra ở một cái thị trường phim non trẻ như ở Việt Nam thì thường là những sản phẩm mà chưa đạt được chất lượng cao và được chất lượng như kỳ vọng, đôi khi là quá cao của khán giả. Và trường hợp cụ thể thì chúng ta có Bố Già này, chúng ta có Nhà Bà Nữ này. Cực phê! Thực ra là với trường hợp của Bố Già và Nhà Bà Nữ thì Nhà Bà Nữ và phim Bố Già thì nó không tệ như thế, và nó cũng có những cái gọi là đáng khen ấy. Nhưng mà tại vì là có vẻ như là Trấn Thành đang bị khán giả rất là dí, kiểu Trấn Thành bị anti ấy. Bất kỳ cái gì Trấn Thành làm ra thì họ sẽ nhìn dưới một cái lăng kính rất là khắt khe. Và nhiều người còn dí cho vui nữa. Mà nhiều người còn dí cho vui ấy. Và có khi là mọi người cũng kỳ vọng là cứ phim Việt là phải không hay, phim Việt là phải chê, mà mày mà ra clip phim Việt mà mày khen xem mà thằng chó này mà nhận tiền. Anh Giang nhận tiền không? Anh Châu Huy Linh có nhận tiền không? Sao gật đầu không ạ? À? Gật đầu bảo không. Gật đầu bảo không ạ? À? Vậy thì bây giờ mọi người đang nghĩ gì về phê phim? Thì chúng tôi đã tổng hợp được những ý kiến ở bên cạnh đây. Đấy, các bạn xem comment. Có người thì bảo là phê phim đang xuống dốc này, đang mất chất này. Ừ, kể từ khi mà Giang Lê với cả Samurai ngưng đọc, ngưng soạn kịch bản thì họ chê, họ bắt đầu chê. Không biết đấy có phải là lý do thực sự không hay chỉ là một cái kiểu họ lấy cớ để họ chê đúng không? Họ lấy cớ để họ chê. Tôi thấy khán giả nhiều lúc cũng vui tính ấy, kiểu họ muốn chê nhưng mà họ chưa có lý do ấy, xong rồi họ chỉ cần chờ lại có lý do rồi chê, kiểu Giang Lê không đọc nữa chê, Samurai không biết kịch bản nữa chê. Rồi có những ý kiến cho rằng là những content chất lượng nhất của phê phim thì lại là đi copy từ nguồn khác này, rồi là phê phim bị cơm áo gạo tiền, phê phim bị tư bản hóa, phê phim nhận tiền của Trấn Thành để khen phim Việt Nam, rồi là phim nào không nhận được tiền thì chê thậm tệ. Nói chung là vài năm gần đây, từ lúc mà tôi bắt đầu làm YouTube về phim đi, thì tôi thấy phê phim bị tế rất nhiều, từ chê phim review này, từ các nhóm như là Vodger, xe nhạc, phim sách này, rồi là gần đây thì là có bạn là Gấu Mèo Thức Khuya, bạn làm hẳn một bài tế luôn. Tôi biết cái trang đấy rồi. Họ không chỉ tế mà họ rất tế. Họ kiểu họ tế có phần 1 và họ tế có phần 2 nữa. Cái bài tế đấy là phản bác về một quan điểm về phim The Last of Us của phê phim. Và kiểu anh em trong cộng đồng mạng lại kiểu nhân cơ hội đấy lại vào lại tế lại những cái chuyện cũ của phê phim, lại đào lên những cái post về Bố Già, về Đạo Văn, nói chung tất cả những chuyện về quá khứ của phê phim họ lại đào lên một lần khen nữa. Phim Marvel chơi phim DC, và không biết gì hay hơn không, phê phim làm nội dung hay hơn sao? Không, nội dung họ vẫn hay mà, nhưng mà phê phim đã phản kháng. Nghĩa là lần đầu tiên tôi thấy trong cái lịch sử nghĩa ăn chửi của phê phim thì phê phim đã lấy fanpage vào và gọi là đưa những luận điểm khác với họ. Họ phản bác cái ý là bọn tôi lấy copy ở bài nào, nguồn nào, bằng chứng đâu thì Pet Gấu Mày Thức Khuya lại chưa đưa ra được. Để sẽ bảo mi gửi họ. Nói chung là câu chuyện đã bị để đi khá là xa. Nhưng mà từ cái trường hợp của phê phim, từ cách họ làm nội dung, từ cách họ quan hệ công chúng, thì chúng ta cũng như mình đi, mình cũng là những người làm nội dung gọi là theo đội nhóm đi, thì cũng có được những bài học đúng không? Khá là đắt giá. Bài học về cách làm nội dung này, cách xây dựng hình tượng này. Và các bạn là phê phim ở vị trí đứng đầu ấy, không thể phủ nhận là họ là kênh lớn nhất đúng không? Nên là cái áp lực lên họ rất là lớn và cái kỳ vọng của mọi người rất là lớn về họ. Mình là cái thằng đứng thứ hai thôi, nên là kiểu mình chiêu chiêu không có gì đúng không? Đó, nhưng mà là người đứng đầu, là người đi đầu, nên là cái áp lực của họ rất lớn này. Cái hướng đi của họ cũng định hướng đi của tất cả những kênh trong ngành luôn ấy. Ví dụ như Way to Wear, Tentacle hay là mình đi, cũng hơi đi theo hướng của phê phim mà. Hào quang ngược cỡ. Đấy, trích lời Trấn Thành. Bạn tưởng nổi tiếng là thích lắm sao? Không thấy đâu. Ok, chốt lại phê phim nhé. Way to Wear thì bắt đầu bằng một cái nhánh là Way to Wear Cartoon, sau đó thì bắt đầu lấn sang điện ảnh. Giải thích cái tên W2W thì đấy là Way to Wear, tức là kỳ vãi trưởng. Kỳ vãi trưởng, nhưng mà họ không kỳ và họ cũng không vãi trưởng. Họ không kỳ nghe giống kiểu họ bẩn vãi đái. Họ không kỳ, họ chắc hơi nhiều ghép. Định hướng của họ là cái sự giao thoa giữa hài hước và Hàn Lâm. Hài hước vừa đủ và Hàn Lâm vừa đủ. Bộ nhận diện thì màu xanh lá cây, giống như là Tentacle. Và về điểm mạnh của họ thì các Potterheads có vẻ thích họ.
cái cộng đồng fan của Harry Potter ấy đấy. Ngồi tôi rất là nhiều video về Harry Potter đúng không? Đúng vậy, là tóm tắt, phân tích, giải thích các thứ rất là nhiều. Đúng không? Họ có những nhiều video tóm tắt phim như là Breaking Bad này, The Walking Dead này, xem cuốn cực. Đúng vậy, những video phá hủy thời lượng YouTube luôn. Diệt luôn. Mỗi video có thể kéo dài từ 8 phút cho đến 4 tiếng. Mà tôi thấy đấy là một cái chiến thuật làm YouTube khá là hay. Tại vì là giờ thì YouTube nó hơi chuyển hướng sang như Spotify một tí, làm nhạc nền để khi họ làm việc ấy. Đúng không? Thì họ bật video, nghĩa là họ sẽ muốn kiểu tiện ấy. À, tao multitasking, tao vừa làm việc nhưng tao vừa biết diễn biến của The Walking Dead. Thực ra tao không rõ lắm nhưng mà kệ. Nghe không? Nghe nó vui tai kiểu được. Là, hoặc là bật lên khi ăn cơm này, đúng không? Khi ăn cơm, khi đi ngủ chẳng hạn, để cho có tiếng ở đấy thôi, để ngủ cho dễ. Như tôi là tôi cũng đang bật Netflix lên tôi xem. Khi làm việc khác. Khi tôi đi ngủ ấy, là tôi bật Netflix lên tôi xem một tí xong tôi ngủ. Netflix thì chưa đúng nghĩa. Netflix and sleep. Way to Way còn có cả nội dung đa dạng nữa này, cũng khá là giống với phim. Từ tóm tắt phim này, giải thích 1 tỷ chi tiết bạn có thể bỏ lỡ này, rồi lại tuốt tuần tuột về. Rõ chắn là rip-off của tất tần tật. Chắn là rip-off rồi. Mình cũng bắt chiếc phim mà, mình cũng siêu tổng hợp mà. Họ còn có cả toàn bộ hành trình của này. Mà nó cũng là tóm tắt mà đúng không? Đúng vậy. Mong chờ cái gì từ một kênh phim. Đúng. Điểm mạnh thứ hai của họ là tốc độ ra video rất là nhanh. Những bộ phim có thể là buổi sáng vừa chiếu thôi, buổi chiều đã có ngay video review rồi. Ừ nhỉ, công nhận rất nhanh nhé. Đợt trước kiểu anh em mới làm cũng bắt đầu chia việc nhau để làm đúng không? Trong khi kiểu mình còn đang plan đi xem họ đã có video rồi, siêu nhanh. Ông nghĩ là khi thi thoảng ra nhanh quá không tốt đâu. Thi thoảng nhanh quá thì cũng không tốt thật. Phân lô bán nền khá là rõ ràng, như là Way to Way Cartoon thì làm về cartoon. Bất ngờ chưa? Anime thì khủng hoảng fandom này. Quá là nhiều tranh cãi nổi ra khi mà những cái clip top sức mạnh được người hâm mộ cho là khá là bại não. Cái hệ thống Wetoo này, cả cartoon và cả anime dạo này đều không có view lắm. Hơi ít view, tầm 20-30 nghìn view thôi. Bắt được một thằng weeaboo. Tại sao? Tôi xem đâu. Tôi xem anime rewind. Anime rewind hơi hay. Họ lấn sân sang bộ môn short và TikTok khi mà họ lập hẳn 3 kênh khác, nhưng mà chỉ làm short thôi. View thì đi lên thật nhưng mà về chất lượng thì gây tranh cãi. Nên là tôi cũng chả xem. Tại vì là những cái nội dung đấy thì mình cũng làm mà đúng không? Mình cũng làm những nội dung tương tự như thế và mình thấy xong, mình làm xong mình thấy bại não với lìn. Vì nó không có giá trị gì cho người xem lắm ấy. Nó là ở kiểu top này giúp kia, hoặc là Iron Man, tiền của Iron Man sẽ đi đâu? What the give a f***? Thì nội dung mà video ngắn dĩ nhiên nó không bằng những cái video dài được. Ở Way to Way thì có cái giọng đọc nữ, tôi thấy là anh em khá là thích. Nếu là nữ tôi sẽ thích. Ừ, thích là nhưng được cái là tôi thấy, như tôi đã quan sát và giao lưu với anh em Way to Way thì tôi thấy là anh em Way to Way có năng lực tổ chức khá là tốt, đúng không? Họ cái gì cũng có quy trình, và quy trình của họ trông đẹp luôn, trong khi quy trình của mình trông giống kiểu cái giải rách. Ừ, quy trình của họ giống kiểu một cái cây với nhiều nhánh rất là rõ ràng. Quy trình của mình thì nó giống kiểu một cái miếng rửa bát. Ừ, rửa rửa bát mà lâu ngày không ai động vào, nó nhăn nheo và nó mốc. Và nó hôi nữa. Vài chỗ. Vì thế nên là cái tốc độ ra video của họ mới nhanh đến vậy. Ở một cái mức nào đấy thì chất lượng vẫn ok. Điểm mạnh của họ là hệ thống và tổ chức, nhưng mà điểm yếu của họ lại là có phải là nội dung. Đấy, nội dung chưa có gì quá là khác biệt so với thị trường. Tôi cảm giác là nếu mà Way to Way ra trước phê phim thì nó sẽ là phê phim. Thực ra chính xác là thế. Tôi nghĩ rằng là về tiếng nội dung nó cũng gần như là xem. Và lý do duy nhất mà Way to Way không to lớn được là bởi nó sinh sau đẻ muộn. Đúng. Và cũng không có một cái gì đấy mạnh về nội dung như là của mình. Chắc thì mình đã mạnh về nội dung. Mình sao, cười mình, mà mình xàm lì, tôi thấy mình xàm lì lắm. Mình xàm lì nhưng mà người ta thích, đúng không? Ai thích? 800.000 người thích. 800.000 người thích đấy là từ lâu rồi. Hãy giơ tay với tôi. Mình hãy phản bác thằng khốn nạn này. Nội dung của mình, tôi là người lập ra cái kênh này mà. Nhưng mà thực ra là ý kiến của mọi người về Way to Way không quá là cực đoan như là phê phim. Đúng không? Nghĩa là mọi người cũng không có một cái ý kiến gì quá là căng thẳng về Way to Way ấy. Nên họ bảo là họ giống phê phim nhưng mà Way to Way thì được cái là họ đấy. Họ không có ý kiến gì nhiều, họ không có ý kiến xấu, không có ý kiến đúng tốt. Rồi. Họ lành. Họ lành. Lành buồn. Lành. Ông biết lành buồn là gì không? Và được cái là không biết rồi được chưa? Khổ quá. Được cái là họ sạch. Ừ, họ sạch. Không phốt phủng, không đạo nhái, không drama, không... Sạch và màu xanh thì chắc chắn là rau rồi đúng không? Rau sạch. Tôi xếp hạng Way to Way vào rau sạch. Tôi sẽ sang chân họ. Chân. Và cuối cùng, chúng ta nói về chúng mình đi. Cứ đi chat shop người ta, bây giờ chúng ta hãy chửi chính mình. The Reviewer đi lên theo cách mà như rapper ngày xưa hay làm. Là thấy thằng nào to nhất làm thì chửi. Chúng ta có một video review xàm về NTN. Thực ra là hồi đấy tôi kiểu xem NTN xong tôi kiểu mẹ sao lại nội dung như này mà lại như này nhỉ. Thế là tôi cũng hơi cầu cáu, cũng hơi muốn gọi là bú phê một tí. Thế là làm video về NTN. Nhưng mà những cái video để
mình bùng nổ lên thì lại là những video Shark Tank này và video về nhà đi con. Sau đấy thì có Người Phán Xử này, Đứng Lên Đỉnh Olympia này, rồi là JB Nevermind này. Rồi cái video mà kéo cho mình nhiều sub nhất là Đụng Mixi. Thì ông chưa xem đúng không? Không, xem rồi, xem rồi mới biết để mà kể ra. Xem à, hóa ra cũng xem à. Vì cái video đấy kéo cho mình 80.000 sub rồi. Về format thì nếu mà các bạn chưa biết, chúng ta hồi trước bắt chước y hệt Honest Trailer. Từ cách viết nội dung, từ cách edit, từ cách đọc, từ cả cái thumbnail luôn. Cái duy nhất mà khác biệt là chúng ta nội địa hóa. May là mình không bế hết cả video về. Thực ra thì mình có đây. Có video Liên Minh Huyền Thoại đúng không? Nhưng mà tôi edit lại, tôi chỉ phải dấp thôi. Oh, wow. Tôi không lấy hình ảnh, tôi edit lại và tôi Việt hóa nó, tôi nội địa hóa nó. Sau đợt review sàm nổi lên thì hướng đi của kênh bắt đầu chuyển sang phim nhiều hơn. Có review Penthouse này, rồi là Money Heist, One Piece, Naruto, Nacha, Wonder Woman. Là mấy phim của DC các thứ. Vì những cái video đấy thì hồi trước nó viral trên cả Facebook và cả YouTube. Và vì thế nên là nhiều nhãn hàng bắt đầu tìm kiếm đến tôi và muốn tôi là bán mình. Và may là lúc đấy tôi đã làm điều mà tôi phải làm. Và là đấy là bán khi được giá. Sau một khoảng thời gian làm nội dung này, làm quảng cáo này, làm nội dung quảng cáo này và làm nội dung để quảng cáo nội dung thì đến năm đầu năm 2021, lúc đấy tôi nhìn thấy Phê Phim và nhìn thấy Way to Weird. Nhưng mà cả hai thì khá là giống nhau và họ bị thiếu một cái mà tôi thấy không thích lắm là họ hơi thiếu sự hài hước, họ hơi cứng nhắc. Cái cách thể hiện nội dung của họ không giống như kiểu là tôi với ông nói chuyện với nhau. Ví dụ như là một bộ phim, cái phim Premium Rush mình vừa tóm tắt đi, thì họ sẽ mở đầu bằng một cái gì đấy là tốc độ là một cái gì đấy rất là phát triển, và trong khi hoặc là phương tiện cũng chỉ là một thứ để người ta đạt được mục đích của mình, thì mình sẽ nói luôn là đây là cái phim mình thằng này đạt xe đạp. Và chúng ta, tôi với ông, lập ra điểm mới ngữ văn làm nội dung về phim với mục đích là kiểu là một phê phim nhưng mà vui tính ấy. Và nó phát triển khá là nhanh. Tôi nhớ là khoảng tầm 3 tháng lên là khoảng tầm 200.000 sub rồi thì phải. Đúng rồi. Nhưng mà sau đấy anh em gặp vấn đề về bản quyền thì gậy đỏ lè. Và thực ra lúc đấy tôi xử lý khá ngu. Đáng nhẽ là nó chẳng vấn đề gì đâu ấy. Nhưng mà tôi lại bê hết cái đống nội dung của Điểm Mới Ngữ Văn sang The Reviewer. Và Điểm Mới Ngữ Văn thì bán. Và thế là The Reviewer có được nó ngày hôm nay. Và nơi mà hai thằng óc chó ngồi phán xét mọi thứ. Thêm cả quại nữa. Cái điểm khác biệt của mình thì chắc là mọi người biết đúng không? Là có một chút hài hước này, ngôn ngữ của mình nó gần gũi với người xem hơn này, không quá nặng nề này. Tiếp cận mọi thứ ở góc nhìn của người bình thường, người dùng cơ bản. Nhưng mà ngoài cái đó ra thì phải thừa nhận là mình thi thoảng bị quá đà, tất cả vô duyên. Đúng. Và nội dung thì cũng hơi lan man, khiến người ta không tập trung được vào nội dung chính. Đấy là ông nhé. Những cái tình tiết. Thì... Từ lúc ông cầm kênh rồi, kênh nó thế. Các bạn là vì mình bị phụ thuộc vào hài quá ấy. Những content mới vào thì họ lại tưởng là hài mới là quan trọng. Nên họ cứ cố hài, xong họ không hài thì là họ lại làm bóp méo nội dung của phim đi, xong họ lại không hài nữa thì thành ra là video chả có giá trị mẹ gì. Vẫn đang thể hiện trực tiếp trên cái số lượng view của chúng mình. Chưa kể là bộ nhận diện của mình nó cũng đang chưa được chỉnh chu này, từ cái logo này, cái hình bìa này, cái thumbnail này, cái title nữa, lower third, phông chữ các thứ, nói chung là nó không được hệ thống như Way to Wear, và nội dung thì nó cũng không có chiều sâu, không có chiều sâu, không có giá trị xem lại như là phê phim. Tất cả những cái đấy thì nó dần làm mất cái sự tin cậy và cái ủng hộ của người xem ấy. Là mình xây dựng lên một cái hình ảnh không chỉnh chu khi làm nội dung đúng không? Và trông giống một bọn trẻ trâu làm YouTube nhiều hơn là một đội nhóm chuyên nghiệp làm nội dung. Bọn mình cũng thấy cái việc đấy và bọn mình có thay đổi. Và bọn mình quyết định là bọn mình làm giống phê phim. Giống phê phim. Sau này càng hiệu phê phim, xong rồi về sau cũng nhặt chứng, cũng phân tích trailer, cũng nguồn gốc sức mạnh. Cũng nguồn gốc sức mạnh, so sánh này, so sánh kia. Nói chung là sống đủ lâu để trở thành phê phim. Nhưng mà cái đấy có vẻ là làm hơi mất đi cái bản chất của mình đúng không? Tại vì ban đầu tôi lập ra kênh tôi cũng không muốn làm những cái nội dung như thế. Tại vì những nội dung như thế thì các bạn tôi cũng không muốn xem. Và cái việc dạo này kênh mình đang hơi có vấn đề về chất lượng này. Thì việc đấy là do trực tiếp là lỗi của tôi trong các khâu từ định hướng này, tổ chức này, kiểm duyệt này và cả đọc nữa. Ngay cả bản thân tôi không xem video của chính kênh mình ấy, thì đúng là khán giả họ sẽ không có lý do gì để mà xem cả. Thì mình không thể bảo người ta xem video của mình khi mà mình cũng không xem đúng không? Khi mà chính mình cũng không xem. Nó bị nhí nhố và nó thiếu chiều sâu. Nó không chỉ là chiều sâu trong kịch bản, trong ngôn chữ mà nó còn là chiều sâu về cả con người nữa. Đúng, mấy anh trẻ trâu à? Đấy. Và tôi nghĩ rằng là đây là lúc mà chúng mình phải thay đổi. Tôi nhận ra là chúng ta vẫn có thể hài hước mà không quá vô duyên, quá lố, vẫn đảm bảo được là truyền được thông tin cho khán giả. Và chúng ta, tôi với ông, có thể làm được một cái kênh tốt hơn, với hình ảnh tốt hơn này, nội dung chỉnh chu hơn. Mình hiện tại thì mình đang mắc kẹt với lại recap với lại review phim, đúng không? Recap kiểu hôm nào cũng recap rồi review phim này. Và nội dung thì lại chưa phục vụ được nhu cầu của khán giả như là phê phim, và cũng chưa có hệ thống chỉnh chu như là Way to Wear. Và với những cái vấn đề đấy thì chúng tôi cảm thấy là chúng tôi nên bán kênh The Reviewer 894.000 sub. Các bạn có thể mua với giá rất là tốt. Thực ra là chúng tôi sẽ có một vài sự thay đổi.
Đầu tiên là về bộ nhận diện thương hiệu. Bọn tôi sẽ có những cái logo mới này, thumbnail theo format mới này, để mà nó nhất quán hơn, nó hệ thống hơn, nó có chỉnh chu hơn. Ngoài những cái video 8 đến 10 phút như hiện tại thì chúng tôi sẽ có những video dài và chủ yếu là recap phim để phục vụ cho các bạn lúc ăn cơm này, lúc chuẩn bị đi ngủ này, lúc đi tắm này, lúc lái xe này. Người lái xe thì xem hình chỉ nghe tiếng thôi nhé. Và chúng ta sẽ có 7 tuyến content cho 7 ngày trong tuần. Thứ hai sẽ là phim tâm lý tình cảm do anh Châu Huệ Linh làm chủ thầu. Thứ ba thì mình có phim siêu anh hùng này. Thứ tư thì có anime này, Châu Huy Bu. Thứ năm có khoa học viễn tưởng này, hoặc là phim hài, bởi vì nó cũng na ná nhau. Sao thế? R2-D2 cầm kiếm chém nhau thì phim hài vậy. Thứ sáu là Freaky Friday của quại. Nên là thứ sáu chúng tôi làm được phim kinh dị. Và thứ bảy thì có phim tội phạm, phim trinh thám. Chủ nhật thì các bạn có thể gặp chúng tôi ngồi với nhau như này để nói về những thứ xung quanh phim ảnh, giải trí, hoặc là review một bộ phim gì đấy mới ra, sắp ra. Đúng vậy, bạn quan tâm chủ đề gì? Hãy cho chúng tôi biết. Và đó là kết thúc của Lộn Cái Bàn số đầu tiên. Các bạn muốn chúng tôi làm về chủ đề gì tiếp theo, hãy comment ở bên dưới. Và các bạn nghĩ sao về phê phim, về The Reviewer, về Way to Wear, hãy để lại bình luận ở bên dưới, nhưng mà văn minh đừng cãi nhau. Xin chào và hẹn gặp lại.